Câu chuyện cảm động giữa quân đội và người dân làng Nủ khi tình quân dân Việt Nam đã truyền cảm hứng cho cả thế giới. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Netizen US. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một câu chuyện thực sự cảm động, tràn đầy tình cảm giữa lực lượng quân đội cứu hộ và người dân làng Nủ sau trận lũ lịch sử. Cuộc chia tay không chỉ làm chấn động cộng đồng mạng trong nước mà còn lan rộng khắp mạng xã hội toàn cầu, khiến hàng triệu người không khỏi xúc động. Câu chuyện này là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái mà người Việt Nam luôn tự hào. Hãy cùng mình đi sâu vào những khoảnh khắc đầy cảm xúc và ý nghĩa này nhé! Bắt đầu hành trình cứu hộ. Mọi thứ bắt đầu sau trận lũ quét dữ dội, hậu quả từ cơn bão số 3. Tại làng Nủ, một ngôi làng yên bình ở xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, bỗng chốc chìm trong hoang tàn và mất mát. Không chỉ cuốn trôi đi tài sản, cơn lũ còn mang theo cả sinh mạng của nhiều người, để lại nỗi đau khó nguôi ngoai cho cả cộng đồng. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Sư đoàn 316 Quân khu 2 cùng Bộ đội Biên phòng lập tức lên đường, nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bắt đầu công cuộc tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ người dân vượt qua khủng hoảng. Không chỉ đơn thuần là công việc cứu hộ, các chiến sĩ còn đảm nhận vai trò hỗ trợ tái thiết, đồng hành cùng bà con trong quá trình khắc phục hậu quả thiên tai. Hình ảnh những người lính đầm mình trong bùn đất, bất chấp nắng nóng, từng bước cẩn thận lật từng cành cây, từng tảng đá để tìm kiếm các nạn nhân mất tích, đã trở thành một biểu tượng đẹp về lòng hy sinh, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy. Đối với họ, nhiệm vụ này không chỉ là công việc mà còn là một sứ mệnh cao cả, mang lại sự sống và hy vọng cho những người bị thiên tai cướp mất tất cả. Chính nhờ lòng nhiệt huyết và tấm lòng nhân ái ấy, các chiến sĩ đã nhanh chóng trở thành người nhà của người dân làng Nủ. Mỗi hành động của họ đều được yêu thương, trân trọng vô cùng. Trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ, tình cảm giữa người lính và bà con dần trở nên gắn bó, tạo nên một bức tranh đoàn kết, ấm áp tình người giữa những đau thương mất mát do thiên tai gây ra. Cuộc chia tay đẫm nước mắt. Sau 15 ngày không ngừng nghỉ lao vào công tác cứu hộ, các chiến sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ với tất cả lòng tận tụy. Ngày chia tay đến nhưng không đơn giản chỉ là cuộc chia tay bình thường. Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân làng Nủ đã tập trung đông đủ tại nhà văn hóa thôn. Họ xếp thành hàng dài, tay cầm những món quà giản dị như bánh chưng, hoa quả, nhưng ẩn chứa trong đó là tình cảm chân thành sâu sắc. Đối với người dân, đây không chỉ là lời cảm ơn đơn thuần, mà còn là cách thể hiện lòng biết ơn vô hạn với những người hùng đã sát cánh cùng họ trong những giờ phút khó khăn, khắc nghiệt nhất. Không khí hôm ấy tràn ngập cảm xúc, từ những cụ già đến trẻ nhỏ, ai nấy đều không kìm được nước mắt. Suốt 15 ngày qua, các chiến sĩ đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của người dân nơi đây. Họ không chỉ là những người lính làm nhiệm vụ cứu hộ, mà còn là những người bạn, những người thân trong gia đình lớn. Khi các chiến sĩ trang nghiêm cúi đầu chào và giơ tay tạm biệt trước khi bước lên xe, không ít người đã lặng lẽ khóc. Những giọt nước mắt ấy không chỉ là nỗi buồn chia tay, mà còn là sự tri ân chân thành từ những người dân từng chịu đựng mất mát, nay lại được nâng đỡ bởi tình yêu thương và lòng nhân ái. Chị Nguyễn Thị Cuối, một người dân làng Nủ với đôi mắt đỏ hoe, đã tiễn các chiến sĩ ra tận xe. Chị nghẹn ngào chia sẻ, những ngày qua nhờ có các anh mà chúng tôi mới có thể vượt qua được nỗi đau mất mát này. Các anh đã trở thành người thân của chúng tôi. Lời nói của chị không chỉ đại diện cho bản thân mà còn là tiếng lòng của hàng trăm người dân khác. Họ gửi gắm niềm biết ơn sâu sắc và những lời chia tay xúc động tới các chiến sĩ đã cùng họ chống chọi với thiên tai. Không gian hôm ấy dường như lắng đọng, những cái ôm thật chặt, những bàn tay nắm lấy nhau như không muốn rời xa đã tạo nên một bức tranh đầy cảm xúc về tình quân dân gắn bó. Cuộc chia tay không cờ hoa, không tiếng vỗ tay, chỉ có ánh mắt đẫm lệ, những lời hẹn gặp lại đầy cảm động và những bước chân chậm rãi của những người hùng rời xa làng Nủ. Tinh thần quân dân gắn bó. Cuộc chia tay dẫn lực lượng quân đội và người dân làng Nủ không có âm nhạc tưng bừng hay những tràng pháo tay vang dội, mà thay vào đó là những cái ôm thật chặt, ánh mắt đầy xúc động và những giọt nước mắt lan dài trên má. Không gian im lặng nhưng lại nặng trĩu cảm xúc, người dân và các chiến sĩ cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc cuối cùng trước khi rời xa. Như thể cả hai đều biết rằng, dù không còn ở bên nhau, tình cảm gắn bó giữa họ sẽ luôn vẹn nguyên, sâu đậm trong lòng mỗi người. Tại buổi lễ chia tay, đồng chí Hoàng Quốc Bảo, Bí thư huyện ủy Bảo Yên đã xúc động phát biểu. Chúng ta thực sự rất buồn khi phải nói lời chia tay với những người anh em, những người đã đồng hành và hỗ trợ chúng ta trong những ngày tháng khó khăn nhất. Những gì các anh làm không chỉ là nhiệm vụ cứu hộ, mà còn là mang lại niềm hy vọng và sự ấm áp cho người dân làng Nủ.
Lời phát biểu của ông như thay lời cảm ơn sâu sắc của tất cả người dân làng Nủ dành cho những chiến sĩ đã ngày đêm cống hiến, vượt qua gian khổ để giúp đỡ cộng đồng vượt qua thiên tai. Đại diện cho lực lượng quân đội, Đại tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chính ủy Sư đoàn 316 cũng không giấu được xúc động khi bày tỏ lòng cảm kích trước tình cảm chân thành của người dân. Chúng tôi sẽ mãi ghi nhớ những ngày tháng này, những khoảnh khắc đầy cảm xúc và tình cảm chân thành mà các bạn đã dành cho chúng tôi. Làng Nủ sẽ luôn ở trong trái tim mỗi chiến sĩ, ông khẳng định với sự xúc động sâu sắc. Không chỉ là cuộc chia tay giữa những người lính và người dân, buổi lễ còn là minh chứng cho tinh thần quân dân gắn bó, cho thấy sức mạnh của tình đoàn kết trong những thời khắc gian nan. Những chiến sĩ đã không chỉ giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn, mà còn mang lại niềm tin và hy vọng về tương lai tươi sáng hơn. Và chính nhờ sự tương trợ gắn bó ấy, người dân làng Nủ và lực lượng quân đội đã tạo nên một câu chuyện đẹp đẽ, thấm đẫm tình người. Cộng đồng mạng rơi nước mắt. Câu chuyện tại làng Nủ không chỉ dừng lại ở đó. Những hình ảnh về cuộc chia tay cảm động này nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Cộng đồng mạng không chỉ trong nước mà cả quốc tế đều bày tỏ sự xúc động trước tình cảm quân dân gắn bó. Những bức ảnh về các chiến sĩ và người dân ôm nhau khóc, về những cái bắt tay thật chặt đã khiến nhiều người không thể kìm nén cảm xúc. Trên X, trước đây là Twitter, một người dùng chia sẻ: "Tôi chưa từng thấy một cuộc chia tay nào cảm động đến thế. Tình cảm giữa quân đội và người dân ở Việt Nam thực sự đặc biệt, sâu sắc và chân thành." Câu chuyện lan tỏa mạnh mẽ không chỉ ở Việt Nam mà còn đến cả các quốc gia khác, khiến không ít người phải ngưỡng mộ. Facebook và YouTube cũng tràn ngập các bình luận thể hiện sự xúc động trước câu chuyện này. Một bình luận viên quốc tế viết: "Tình cảm quân dân ở Việt Nam thật tuyệt vời. Đó không chỉ là sự giúp đỡ mà còn là tình yêu thương đong đầy. Tôi đã rơi nước mắt khi xem những hình ảnh này." Nhiều người cho rằng, chính những khoảnh khắc đầy tình người như vậy mới thực sự làm nên sức mạnh của một dân tộc. Bất kể thiên tai hay chiến tranh, người dân Việt Nam luôn biết cách đoàn kết và sát cánh bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Quân đội là sức mạnh của dân tộc. Câu chuyện tại làng Nủ không chỉ là một câu chuyện cứu hộ thông thường, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết quân dân. Đối với nhiều người, hình ảnh các chiến sĩ bộ đội cứu hộ đã trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm, sự hy sinh và tinh thần trách nhiệm. Điều này không chỉ khiến người dân Việt Nam tự hào mà còn làm cho cả thế giới phải ngưỡng mộ. Lực lượng quân đội không chỉ giúp đỡ trong việc tìm kiếm nạn nhân mà họ còn hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống sau thiên tai. Từ việc dựng lại nhà cửa đến việc dọn dẹp các khu vực bị lũ quét, các chiến sĩ luôn sát cánh cùng người dân trong mọi hoạt động. Chính sự đồng hành ấy đã tạo nên một mối quan hệ quân dân gắn bó, một tình cảm không thể nào phai nhòa. Lời nhắn nhủ cuối cùng từ các chiến sĩ. Trước khi rời khỏi làng Nủ, các chiến sĩ đã dành chút thời gian để chia sẻ cảm xúc của mình. Chiến sĩ Trần Văn Hảo thuộc Sư đoàn 316 cho biết, "Những ngày qua, sự động viên và tình cảm của người dân là động lực giúp chúng tôi làm việc không mệt mỏi. Đó là một kỷ niệm mà tôi sẽ không bao giờ quên." Thiếu tá Trần Văn Nguyên, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 98 cũng bày tỏ cảm xúc: "Chúng tôi đã coi các nạn nhân như người thân của mình và đã nỗ lực hết sức để tìm kiếm họ. Điều buồn nhất là chúng tôi không thể tìm thấy hết các nạn nhân. Nhưng tôi tin rằng, với sự đoàn kết và tình yêu thương, người dân làng Nủ sẽ vượt qua được nỗi đau này." Một câu chuyện để lại nhiều suy ngẫm. Cuộc chia tay tại làng Nủ đã khép lại, nhưng câu chuyện về tình quân dân ấy sẽ còn sống mãi trong lòng mỗi người. Đây không chỉ là một câu chuyện về lòng dũng cảm, về sự hy sinh, mà còn là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của tình người, của tinh thần đoàn kết. Thế giới đã chứng kiến và cảm phục trước những gì mà quân đội và người dân Việt Nam đã làm được. Câu chuyện này là lời nhắc nhở rằng, trong những lúc khó khăn nhất, tình yêu thương và sự đoàn kết chính là vũ khí mạnh mẽ nhất để vượt qua mọi thử thách. Và người dân làng Nủ cùng với các chiến sĩ quân đội đã viết nên một câu chuyện đầy cảm hứng cho cả thế giới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện này trên kênh Netizen React. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi để cập nhật những tin tức nóng hổi và bình luận thú vị từ khắp nơi trên thế giới. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.